Bảy lời dạy của cổ nhân giúp chúng ta dứt đi phiền muộn. Mọi phiền muộn trên cuộc đời này đều từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn dứt khỏi những điều đó, đừng tìm đâu xa, hãy hướng vào tâm của mình, thay đổi góc nhìn, coi nhẹ nó và buông bỏ. Thứ nhất, suy nghĩ sẽ định hình con người bạn. Suy nghĩ luôn có tác động rất lớn đến mỗi chúng ta. Bản thân mình nghĩ như thế nào thì cũng dần dần định hình ra con người mình như thế ấy. Bạn nghĩ bạn không làm được, chắc chắn bạn sẽ không làm được. Còn nếu nghĩ mình sẽ thành công thì nhất định bạn sẽ biết cách tạo nên điều đó. Tương tự như thế, chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống cũng ít buồn phiền. Bởi lúc nào bạn cũng sẽ có khả năng biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. 2. Hãy ngưỡng mộ thay vì ghen tị. Đố kỵ sẽ khiến cho tâm hồn bạn mệt mỏi, ưu phiền. Vậy sao không thử đối đãi với thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ chân thành? Đố kỵ làm cho bạn thêm nặng lòng, tâm không lúc nào yên. Thậm chí vì đố kỵ, con người có thể trở thành xấu tệ, làm ra những việc ác mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. 3. Tức giận là một cục than hầm, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên là chính bản thân mình. Trong cuộc sống, có những lúc bạn tức giận hay cáu gắt với người khác, nhưng sự tức giận đó có thể làm hại chính bản thân bạn. Vì thế, đừng bao giờ nói hay làm bất kỳ điều gì khi bạn đang tức giận. Cũng đừng thốt ra bất kỳ lời cay nghiệt nào. Người xưa thường nói, giận quá mất khôn, thực rất chính xác. Bạn có thể thốt ra những lời tệ hại khi bạn tức giận. Lúc đó, bạn rất có thể làm tổn thương người khác mà không hề hay biết. Thứ tư, sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Bạn luôn tìm kiếm sự thanh tịnh từ những yếu tố bên ngoài. Một nơi vắng vẻ, một cuốn sách hay, một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng thực sự, thanh tịnh chỉ xuất phát từ chính bản thân bạn mà thôi. Nếu tâm của bạn bớt nóng giận, bớt ganh đua, thì tự khắc thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng biết bao. 5. Nhân từ với mọi người. Nhân từ với người khác, vì biết đâu một ngày nào đó bạn cũng sẽ rơi vào những hoàn cảnh giống như họ. Đừng chỉ biết chỉ trích người khác. Người giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ. Nhìn người bằng con mắt nhân từ thì cuộc đời bạn sẽ luôn đẹp. Tâm can bạn sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác. 6. Biết người là thông minh, biết mình là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn khó khăn hơn chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục bản thân mình chính là cửa ải khó nhất mà con người phải trải qua. Thứ 7, mọi việc tùy duyên. Sống trên cuộc đời, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình. Còn nếu không phải của mình thì dù có tranh giành cũng không bao giờ có được. Để mọi chuyện tùy duyên thì tâm của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng, an tĩnh. Đó cũng là cách giúp bạn có thể chấp nhận cuộc sống này dễ dàng hơn, để cuộc đời này không còn nhiều phiền muộn. Đời người chỉ gói gọn trong 10 điều tưởng chừng đơn giản này, nhưng phải hiểu hết bạn mới được thành thơi. Có đôi khi người ta nghĩ
mọi thứ quá phức tạp mà quên hết những chân lý đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong cuộc sống. Có những lúc người ta cho rằng mình biết hết tất cả mọi thứ, nhưng kỳ thực còn quá nhiều điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng đã vô tình bị đưa vào quên lãng. Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người một lý tưởng, một cách sống riêng. Có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái. Nhưng giữa cuộc đời đầy bon chen này, con người rất khó giữ được những trạng thái vô lo, vô nghĩ, không ưu phiền, vấn vương. Người ta cứ mãi chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của con người. Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chỉ có điều, chúng ta hay tự biến nó thành một mớ bòng bong để rồi cứ mãi miết đi tìm kiếm câu trả lời cho cuộc sống thảnh thơi ngày sau. Nếu có thể, bạn hãy tĩnh tâm ngẫm nghĩ 10 chân lý dưới đây, và khi đã ngộ ra rồi, bạn sẽ thấy cuộc sống mới dễ chịu làm sao. 1. Độ lượng. Con người sống trên đời này không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch rõ ràng, bởi nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi. Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt. Tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ nhạt phai. Tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm. Tổn thương vẫn là chính mình. Đen là đen, trắng là trắng, bởi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ cố chấp của bản thân để làm một người độ lượng. Làm việc không so đo sẽ thắng cả cuộc đời. Thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh mặt trời. 2. Giàu nghèo. Người biết đủ, dù ngủ trên nền đất vẫn cảm thấy như đang trên thiên đường. Người không biết đủ, dù ở giữa thiên đường vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục. Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất. Nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất thì dù có nhiều đến mấy vẫn không đủ. Đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng đến tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại. Đó mới thật sự là giàu có. 3. So đo. Tạo điều kiện thuận lợi cho người khác chính là tạo phúc cho bản thân về sau. Nhân tâm vốn tương thông, bạn nhờ người ta một bước, người ta sẽ kính bạn một thước. Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp, càng rộng lượng, con đường càng rộng mở. Không tính toán với người quân tử, họ sẽ trả lại bạn sự kính trọng. Không so đo với người khác, họ sẽ chẳng bày mưu tính kế với bạn. Khoan dung dường như là phải nhường cho người ta, nhưng kỳ thực là mở cho chính mình một con đường. 4. Buông bỏ. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ. Việc xảy ra trong năm nay dù có lớn đến mấy, sang năm cũng chỉ là câu chuyện. Việc xảy ra trong kiếp này dù có to cỡ nào thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết. Chúng ta cùng lắm chỉ là một nhân vật trong câu chuyện mà thôi. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân mình rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới lại bắt đầu. 5. Đơn giản. Tâm đơn giản, cuộc sống
cũng trở nên đơn giản, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi. Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại. Đến đâu tự sẽ tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được. Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu. Vẫy vẫy tay, cười một cái. Hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ. 6. Nhân tâm. Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng. Đừng xem sự khoan dung của người khác là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận. Người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ nhìn không thấu. Tình cảm không thể qua loa đại khái, nhân tâm không thể đem ra chơi đùa, duyên phận không thể phung phí bừa bãi. Lấy tình đổi tình mới có được tình yêu thật sự. Yêu thương bình đẳng mới có được tình cảm chân chính. 7. Phúc họa. Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám. Còn người lương thiện, dù phúc chưa tới nhưng họa đã tự khắc rời xa. Còn người tà ác, dù họa chưa tới nhưng phúc đã tự khắc rời xa. Làm việc thiện giống như cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng cũng vẫn cứ lớn lên dần đều. Làm việc ác giống như mài dao trên đá, dù không thấy tổn hại cũng vẫn hao mòn từng ngày. Phúc hay họa đều tại tâm, đều đáng sợ khi làm việc ác. Không phải do người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết. Điều đáng mừng khi làm việc thiện không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản. 8. Khoảng trống. Chừa cho mình một khoảng trống sẽ khiến tâm hồn thêm linh hoạt, thoải mái. Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm. Đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc. Lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an. Đừng để sự đau khổ làm ngột ngạt tâm hồn. Lúc bộn bề, phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui. Để bao lo lắng tan thành khói mây, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng. Lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta. Chừa ra một khoảng trống không chỉ là chân lý cuộc sống, mà còn là trí tuệ của đời người. 9. Cảm ơn. Cảm ơn người đã làm tổn thương bạn, bởi họ đã giúp bạn tôi luyện ý chí. Cảm ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã giúp bạn tăng thêm kiến thức. Cảm ơn người đã đánh đập bạn, bởi họ đã giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng. Cảm ơn người đã bỏ rơi bạn, bởi họ đã giúp bạn biết cách tự lập. Cảm ơn người đã xô ngã bạn, bởi họ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn người đã chỉ trích bạn, bởi họ đã giúp bạn biết định thần lại. Tuy nhiên, những người này chúng ta cảm ơn rồi hãy giữ khoảng cách nhất định với họ bạn nhé. Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên kiên cường, thành công hơn trong cuộc đời này. Và nhớ, hãy luôn giữ họ bên cạnh mình bạn nhé. Thứ 10, tùy duyên. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành. Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt, mà lạnh lẽo cũng được,
chỉ cần nhìn nhau, cười một cái thôi. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên.